Cá tím làm thịt người, bánh flan thôi miên, thịt bò đầu người cùng những câu chuyện đáng sợ văng vẳng bên tai sẽ khiến các cậu sởn gai ốc. Nhân danh chính nghĩa, hội review đồ ăn có tâm nhất hệ mặt trời, Which Weird Cartoon sẽ giới thiệu cho các cậu những món ăn có phần kinh dị từng xuất hiện trong series Courage the Cowardly Dog. Không chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Ai cũng biết, có lẽ nổi tiếng nhất trong tất cả các bộ phim hoạt hình kinh dị chính là Courage the Cowardly Dog. Nó khiến khán giả sợ hãi với những câu chuyện và nhân vật phản diện rùng rợn. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, có rất nhiều tập phim thực sự thú vị và trong lòng rất nhiều đứa trẻ có tuổi thơ gắn liền với bộ phim hoạt hình này chắc chắn sẽ nhớ cảm giác chùm chăn nằm xem bộ cartoon này trong nỗi lo sợ, hồi hộp mà cũng không kém phần hài hước và đáng yêu. Dưới đây là 3 món ăn không dành cho người yếu tim nha. 1. Cá tím chiên đột kích. Các cậu nghĩ sao khi đống cá tím mà các cậu rất yêu thích và một ngày nào đó vùng dậy và muốn ăn thịt cậu? Tập phim 24 season 1, Journey to the Center of Nowhere chính là câu trả lời cho cái giả thuyết đó. Tại trang trại Beck, giếng cạn nước khiến họ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, trên cánh đồng cằn cỗi ấy, Muriel đã nhắm được cả một quả cà tím bự chà bá, chuẩn bị nấu món Eggplant Surprise nổi tiếng của mình. Trong khi đó, ở dưới lòng đất, một đội quân cà tím giận dữ đang âm mưu trả thù Muriel vì đã nấu những người bạn của họ, theo dõi Muriel qua chính quả cà tím giả kia. All hail our leader. All hail Vabikanu. Vì trời nóng, khiến trang trại cần đào thêm một chiếc giếng mới, nên nhiệm vụ của chú chó Courage là tìm ra mạch nước mát, tưới tắm cho cây cối. Khi đào xuống sâu phía dưới, cậu ta phát hiện ra nơi ẩn náu của những cây cà tím và nghe được kế hoạch bí mật của họ để giết Muriel. Courage chạy vội đến bên Muriel, không quên mặc bộ đồ như một quả cà tím và cố diễn đạt như cách cậu ta thường làm. Ấy vậy mà Muriel vẫn không hiểu. Đúng lúc ấy, Eustace lại buông lời mắng chú chó nhút nhát vì đã chểnh mảng trong việc đào giếng và ném cậu ta xuống cái hố cậu đã đào trước đó. Từ trên mặt đất, Courage rơi xuống nơi ẩn náu hội nhóm bí mật của cả lũ cà tím. Bọn chúng nhầm cậu ta với Great Eggplant, thủ lĩnh quân đội. Tương kế tự kế, Courage liền nghĩ ra một kế hoạch để thay đổi ý định của họ về việc giết Muriel, bởi vì những quả cà tím sẽ làm bất kỳ điều gì mà Great Eggplant nói. Tuy nhiên, hành động đáng ngờ của cậu ta đã bị chúng phát giác. Evil Eggplant đã ra lệnh bắt trói cậu ta lại. Sau đó, quân đội bẫy Eustace và bắt Muriel. Lovely, luscious, plump eggplants. Trong khi họ đang tranh cãi về cách nấu cô ấy, Courage trốn thoát và chạy lên phòng, tìm đến chiếc máy tính đáng tin cậy của mình để tìm kiếm điểm yếu của lũ cá tím. Lúc này cậu ta mới biết, cá tím sẽ không tấn công khi chúng có nước. Giếng cạn nước sẽ càng khiến những cây cà tím nổi giận. Courage có một ý tưởng là tranh thủ trong khi những quả cà tím vẫn đang tranh cãi, cậu ta sẽ đi tìm nước. Và cậu đã thành công. Nước chảy từ máy bơm và bọn cà tím được giải phóng, tắm thỏa thích. Cuối cùng chúng cũng thả Muriel. Kết thúc tập phim, Muriel mất tinh thần khi nhận ra mình sẽ phải nấu tất cả những quả cà tím thân thiện và biết nói. Một tập phim hài hước khi cuộc nổi dậy của cá tím lên âm mưu chế biến con người thành thức ăn quả thực vừa thú vị và cũng vừa đáng sợ, đúng không nào? Hey, why don't we bake her? Yeah! Mày bị điên à? 2. Thịt bò đầu người. Heads of Beef là tập thứ 11 season 1, gây ám ảnh cực độ với món bánh kẹp thịt gây hiểu lầm. Mở đầu tập phim, Muriel bị ốm và không thể chuẩn bị bữa tối cho Eustace và Courage. Ông Eustace quyết định ra ngoài ăn một thứ gì đó sau khi yêu cầu Muriel làm bữa tối nhưng không nhận được phản hồi. Trên đường đi ăn tiệm, Eustace phát hiện ra một nhà hàng phục vụ bánh mì kẹp thịt giá rẻ. Tên của nó rất buồn cười, bánh mì kẹp thịt thực sự rẻ. Không gian quán ăn đặc biệt tối tăm, ảm đạm vô cùng. Khi bước vào, Courage và Eustace nhìn thấy một quý ông đang một mình ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt. Trong khi đó, chủ quán Jean Bon, đầu lợn xuất hiện, hoan nghênh hai vị khách mới. Ngay lúc này, vị khách kia đi vệ sinh và Jean Bon hướng anh ta đến một cánh cửa rất đáng sợ. Courage bắt đầu nghi ngờ khi thấy người đàn ông không trở lại sau khi sử dụng nhà vệ sinh nữa, mà trong khi đó, Jean Bon lấy đồ đạc của người đàn ông trong quầy. Chú chó nhút nhát càng trở nên hoang mang hơn khi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của một quý ông được nhào nặn trên chiếc bánh mì kẹp thịt của chính mình. Khi Courage cố gắng cảnh báo ông Eustace, ấy thế mà bất thành.
Eustace vẫn hào hứng ăn chiếc bánh mì kẹp thịt ngon lành. Sau đó, Courage đưa ra quyết định quan trọng, đó là điều tra rõ ràng chân tướng. Cậu ta tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện của Jean Bond và vợ anh ta. Người họ thảo luận đến không ai khác, chính là Courage và Eustace. Nghe đến đây, Courage bỏ chạy và cố gắng cảnh báo Eustace một lần nữa. Ông ta đã từ chối nỗ lực thuyết phục của cậu ta. Chủ quán Jean Bond thế nào sau đó lại xuất hiện, cố gắng nói chuyện với Courage khiến cậu ta bỏ chạy và rơi xuống tầng hầm phía sau cánh cửa. Thoáng nhìn thấy cái bóng của vợ Jean Bond đang ăn thứ có vẻ là vị khách xấu số kia. Điều này khiến Courage cuối cùng cố gắng trốn thoát khỏi nhà hàng. Sau khi hạ gục Jean Bond, Courage chạy và cố gắng đến lần cuối để cầu xin Eustace đưa anh về nhà. Thuyết phục thất bại, Courage cố gắng trốn thoát khỏi nhà hàng trong khi bị truy đuổi bởi vợ của Jean Bond. Sau đó tiết lộ rằng vị khách đặc biệt kia vẫn còn sống và khỏe mạnh, đồng thời là người quản lý một phòng trưng bày các kỳ quan ẩm thực. Và người đứng đầu của Eustace chỉ là một bức tượng bán thân làm bằng thịt hamburger. Eustace cũng tỏ ra khỏe mạnh và toàn bộ những chi tiết kinh dị chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng khi chú chó Courage nghĩ ra. Mặc dù vậy, vợ của Jean Bond đã thốt ra một câu khiến cả người xem cũng phải tè ra quần rằng cô ta cắm răng vào con chó nhỏ dễ thương đó. Kết thúc tập phim chỉ còn là tiếng hét của Courage. 3. Bánh flan gây nghiện ngập. King of Flan là tập phim thứ 39, phần đầu tiên của Courage the Cowardly Dog. Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng thị trấn Nowhere gặp rắc rối. Lần đầu tiên là tòa tháp của tiến sĩ Jalos và lần thứ 2 là bức màn tàn ác. Tập phim bắt đầu với Muriel và Eustace xem TV trong khi Courage đang vắt lưỡi ngủ trên đùi của Muriel. Một đoạn quảng cáo cho flan tuyệt vời xuất hiện và thôi miên Eustace và Muriel muốn ăn flan hơn bất cứ thứ gì. Courage sau đó bị đánh thức dậy sau những tiếng lục lọi ở nhà bếp. Hình ảnh Muriel và Eustace điên cuồng tìm bánh flan khi họ bắt đầu hỏi Courage để xin một ít. Nhà đã hết bánh, cả ba đi vào thị trấn để tìm thêm bánh flan khi Courage phát hiện ra rằng mọi người trong nhóm Nowhere đã bị thôi miên và đang cố gắng lấy bánh flan. Muriel và Eustace sau khi đột kích vào siêu thị bánh flan, trộm một chiếc xe tải giao bánh flan và trở về nhà để làm bánh. Bản thân họ đã thực sự béo phì khi nạp một lượng lớn bánh flan vào người. Vào buổi sáng, Courage đọc một gói bánh flan, vài ngày biết được vị trí của Flan King cũng như studio của kẻ giao rắc cơn nghiện bánh flan. Anh ấy lấy chiếc xe tải mà Eustace và Muriel đã đánh cắp để đi đến hang ổ King Flan. Sau khi vào bên trong, cậu ta mới phát hiện ra Flan King đã dùng chiêu trò thôi miên người dân qua quảng cáo. Chú chó nhút nhát giờ đây lại dũng cảm chiến đấu, chống lại cơn khát bánh flan. Flan King hóa ra là một quả bóng và bắt đầu lăn sau Courage. Sau một cuộc rượt đuổi kéo dài, Flan King và Courage bắt đầu leo lên tháp của trạm thu phát sóng truyền hình của mình. Một cuộc chiến đã diễn ra khiến Flan King trượt khỏi tháp này. Gậy ông đập lưng ông, Flan King bị chính đoạn quảng cáo TV thôi miên, trở thành con nghiện ngập bánh flan. Rất nhanh trí, Courage sử dụng thiết bị của vua bánh flan làm một đoạn quảng cáo giúp giải thoát mọi người khỏi bùa chú ăn bánh flan cho mập cái thây. Cuối tập phim cho thấy Courage và vua bánh flan đã ăn rất nhiều bánh, khiến cậu trở thành chú chó flan to bự. Bạn nào mà là fan bự của bánh flan xem xong tập này chắc cũng phải cân nhắc lại nha. Như vậy, chúng tớ và các cậu đã điểm qua 3 món ăn gây ám ảnh cho người xem trong 3 tập phim. Nếu các cậu thấy video này hay thì đừng quên để lại like và comment cho chúng tớ biết nhé. Và nếu như các cậu thích chúng tớ làm về series hoạt hình nào nữa thì cũng hãy cứ bình luận xuống phía dưới nha. Đồng thời nhớ đăng ký Way to Weird Cartoon để theo dõi thêm các video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ, Way to Weird out!